Hey guys, we're with Lee, the main character. Sao rồi, Lee? Cháu chào chào mọi người. All right, we're going to the room. Này, cần đóng cửa. Có, mọi người đi All right, we're going to her apartment just to hand out the donations. See if I can close this. Exactly. Because there's a little bit of controversy, actually, about the how to share out the Lee's donations, because since Lee gets the lion's share, it can be difficult to negotiate. Huh? Okay, so this is Lee's workstation, creating cards. But yeah, as I was saying, because they want Lee to kind of split up the donations for, you know, the other people, so it's hard to just come here and give Lee, you know, all the donations. So I actually got a donation from Gary and Rex Feltz for I think it was around $1,000 for Lee and $1,000 for the Kidney Village. So what I thought I'd do is take that half, give it to the Kidney Village, like Gary and Rex Feltz wanted, and then give Lee the donations from the other people. So, you know, on this trip at least, we split it kind of 50-50. But yeah, this is Lee creating a card. Pretty painstaking. Chứ trong ngày chỉ làm cái này à? Thì làm hết bữa nọ đến bữa kia. Làm nghĩa là lúc thì mình làm mẫu này, lúc mình làm mẫu khác ấy ạ. À, đợt này cháu cũng mới đi lấy thuốc viêm gan ấy ạ. Về uống thì nó cũng cái tác dụng phụ thì nó cũng hơi mệt ấy, thì chóng mặt lại buồn nôn ấy. But I've been speaking to Lee a lot because of this controversy in the village, and it's hard to talk about it, but Lee was saying that the donations that she's received were far beyond her expectations, and they've allowed her to have a peace of mind. Because before, she was always constantly worried about paying rent and, you know, just looking after her living costs and things like that, because her family's still apparently in debt and stuff. So, she was forced to grind, like do this kind of work for the pay, but now she says she's allowed to take it easy, you know, because now we've afforded her a little bit of financial stability. But she knows that she can, she's got her rent taken care of. Là bữa Lee cũng nói là mấy nay là có nhận được cái sự tài trợ như vậy là cũng có cũng như là yên tâm hơn ấy, cho Lee kể lại được. Thì khi mà cháu được nhận sự giúp đỡ của mọi người ấy thì cháu cũng cảm thấy bớt lo lắng, nghĩa là yên tâm để chạy điều trị bệnh, với lại yên tâm điều trị bệnh, với lại ví dụ như là cháu bình thường là cháu đi chạy thận về ấy ạ, thì buổi tối cháu thường cố gắng thức đến 11 giờ khuya để làm kiếm thêm ấy ạ, thu nhập. Nhưng mà bây giờ mà
ví dụ như mọi người giúp đỡ cháu như thế rồi ạ. Thì tối cháu đi chạy thận về cháu chỉ nấu đồ ăn, ăn uống rồi nghỉ thôi ạ. Còn những lúc mà ví dụ đau lưng hay là chóng mặt gì đấy thì mình có thể lên giường mình nằm nghỉ ạ. Có mọi khi thì mình cứ cố gắng ạ. Vâng. Vậy cũng là cho họ nghe vậy họ cũng mừng á, và cái món họ gửi nó có hiệu quả. Dạ vâng ạ, cháu cảm thấy là rất là vui ạ. Tại vì giờ mình cũng đỡ lo lắng nhiều ạ. Trước cứ lo là mỗi tháng này không biết là lấy tiền đâu để đóng tiền phòng, rồi lấy tiền đâu để mua thuốc, nếu bác sĩ kê nhiều thì mình thôi thì thuốc mình không mua cũng được ấy. Nhưng mà tiền phòng với lại tiền chi phí viện các thứ ấy, mình không đóng không được ấy. Đó, bây giờ cháu cũng yên tâm một phần nào ấy ạ. Thì cháu thì gọi, nghĩa là cháu đi làm về lúc nào, đi chạy về lúc nào cháu đỡ mệt thì cháu ngồi cháu làm ạ. Còn nếu mà cháu mệt quá thì cháu có thể nằm nghỉ ạ. Không phải cố gắng nhiều quá sức như ngày trước nữa. Ok. Cái này thấy cũng gọn gàng. Cháu mới dọn đấy ạ. Dạ. Tại vì bình thường làm thì giấy tờ với bộ cũng cắt ra ấy ạ. Lâu lâu thì mình cũng dọn đi một tí xíu ấy ạ. Còn thì có thì dạ, đây là giấy ạ. Này cô kia cắt cắt chó hả? Bọn cháu tự học cắt ạ. Đó là mình đến lấy khổ xong dán khổ rồi mình cho vào máy, ở bên đấy có máy cắt giấy thì mình cắt. Đây là hình như là 2 ly sợi giấy ạ. Mọi người ở xung quanh đây thì đợt này cháu yếu thì cũng tốt lắm. Cũng hỏi Ly ơi ăn trưa rồi có ăn canh không, bác múc cho các thứ. Nghĩa là xung quanh đây mọi người, nghĩa là cháu mới lên đây được hơn 1 năm thì cháu cũng tính cháu cũng không đi đâu chơi ấy. Cháu chỉ xung quanh đây với sang bà với lại sang mấy chị ở đây thôi. Không đi xung quanh xóm xa xa đâu. Với lại quen mấy em ở bên chỗ làm thôi ạ. Thì nghĩa là mấy lần cháu ốm ấy thì cháu hay mọi người cũng mang, nghĩa là mọi người cho trứng rồi mọi người nấu canh, mọi người múc cho rồi mọi người phải ăn gì không bác nấu cho rồi có mệt lắm không à. Ôi mình thấy thế nên là nhiều người mọi em cứ rủ cháu đi chỗ khác sống ấy, nghĩa là trọ cùng ấy, nhưng mà cháu cũng không muốn tại vì ở đây mọi người tình cảm quá ấy, mình không muốn đi chỗ khác ạ. Thì ở đây thì lúc mình khỏe thì mình ví dụ như cháu khỏe thì cháu ví dụ mà có cái gì nặng này thì cháu bê được cho mọi người, hay là ví dụ điện thoại các thứ mấy bác mà không biết ấy, có tuổi rồi không viết được mắt kém hay là không biết cái gì thì mình lại hộ các bác. Ngày trước bà ở đây cứ bảo chứ không cháu uống bảo chứ tính cháu thì cũng ngại phiền mọi người ấy. Bà nấu canh không bà cứ gọi thì bà thôi cháu không ăn đâu, thì bà chủ tao coi mày như con rồi tâm ý ấy chứ mang bát ra đây đưa đây tao múc cho mày bát thế. Mình cũng ấy là bà lại múc cho bà ngay cạnh đi, nên là cũng muốn ở đây với mọi người. Ngày xưa thì cháu cũng ở đây với một chị, nhưng mà em chị lên đây học ấy à, với lại đi làm lên đây thì con trai ấy, thì hai chị em sống cùng một phòng khác ấy. Nó tiện thì là cháu lại ở đây một mình, cũng không biết chọn, cũng muốn tìm chỗ nào ấy nhưng mà kiểu rẻ hơn nhưng mà cũng không biết chỗ nào ấy ạ, mới lên. Cái này là đây là cháu ke trước rồi, ke mấy cái cành trước rồi mình làm công đoạn ấy. Ngày xưa cháu đi về cháu cũng mới đầu mấy năm đầu thì còn khỏe khỏe, đi ô tô thì mình cũng không ngại ấy. Nhưng mà càng về sau càng yếu ấy. Hôm sáng ra dậy sớm 4 giờ đã dậy rồi ấy ạ. Đi ô tô lên đây lên đến mùa đông lên đến Giáp Bát là 5 rưỡi, trời vẫn tối tối lắm ở rét nữa. Lên viện ngồi, lên viện ngồi ở gốc cây đợi đến giờ mà thành kiểu khoa mở cửa cho vào ấy ạ, đến mới lại vào.
Okay guys, so you know, we got a lot of donations for Lee. Here we got Kenneth Huey, $163.70 Australian. Mike Lloyd, $144.30. Brian Seaclaff, $144.30. Glenn Fuller, $129.84. Guy from Arizona, $125.02. Carlos, Trevor Waterman, Monkey Time, $96.10. Dennis Boise, $96.10. And Norbert Bowman Cedar from Germany, $73.56, all up $972.92, which is 16,250,000. I owe 50,000 because I don't think we've got it here. But Kenneth Huey, nãy mấy cái tên mà mới ký mấy cái thiệp á. Kenneth Huey, Mike Lloyd, Brian Seaglaff, Glenn Fuller, guy from Arizona, Trevor Waterman, Dennis Boise, Norbert Berman Cedar từ Đức. Thì tổng cộng là $972.92 xu Úc, đổ 16.250.000. Chú không có 50.000 thì chú gửi trước 16.200. Dạ vâng. Thì Ly có gì nói không? Cháu không biết nói gì hơn, cháu cảm ơn các nhà tài trợ đã giúp cháu để cháu có cuộc sống tốt hơn. Cháu không phải lo nghĩ là nhiều vì để tìm để phải làm việc để kiếm tiền để đóng tiền phòng rồi trang trải cuộc sống ấy. Cháu đi đếm cho xem nó đủ hết á, để họ xem đi nhận được đủ tiền nhé. Dạ, cháu đếm nhỉ? Và cháu đếm chậm lắm. Không cần đếm hơi nhiều đây. Alright, she's gonna count it out. So, let's see, it's all there. Đếm bao nhiêu đọc ra luôn. 6 7 8 9 15 16 16,200,000. Right, so 16.2 million, correct weight. So yeah, thanks to all those donors. So Lee says she really appreciates it because she doesn't have to worry about living expenses and, you know, being under the pressure of having to work for money to have peace of mind to be able to afford, you know, the rent and living costs. So now she can work more to her own pace. Thì còn câu gì cuối cùng Ly muốn chia sẻ không? Thì cháu cũng cháu thấy là nhận được số tiền này là yên tâm về cái tài chính ấy. Có một cái vốn số tiền để cháu nhận được số tiền của mọi người sự tài trợ giúp đỡ cháu cảm thấy yên tâm về vấn đề tài chính ạ. Thì cháu đỡ phải, nghĩa là tối đi chạy về thì cháu có thể nghỉ ngơi ạ. Thì cháu không phải thức khuya đến 11 giờ đêm để làm việc nữa. Ví dụ như là hôm nào mà cháu đau lưng hay là cháu chóng mặt thì cháu có thể nghỉ ngơi ạ, đỡ rất là nhiều ạ. Có mệt cháu không phải cố gắng nhiều như trước nữa. Nếu cháu dùng một số tiền để giúp cha mẹ cũng được. Thế cháu, nếu mọi người cho cháu số tiền này thì cháu có thể gửi về giúp đỡ bố mẹ, cha mẹ để trang trải cho em đi học với lại trả tiền những tiền nợ ấy ạ, một phần nợ lần trước ấy ạ. Ok, thì kết thúc ở đây nhé. Dạ vâng. Chào mọi người. Dạ. Thì chào mọi người ạ. Đi nhé. Bước gần tan nhịp càng thêm dẫn dối, bóng trăng lên vừa khói đỉnh đồi cây, người chưa ngơi đã sẵn có người thay, gói gạo với đi và rồi gạo lại đầy.
nước lộ bập bùng lên ánh lửa sóng bom bao rộn rã tiếng chảy cua bồng con ra vọng để đồng đưa giá gạo bán đêm vì ngày vẫn là mùa cách mạng dân gạo nhiều để đánh Mỹ sóng bom bao sẵn có cối chảy vây người bom bo sẵn có đôi bàn tay với tình yêu nước và thù giặc ngày ngày vui đầy núi đêm vắng về có ai đi về phía những hàng cây mời vô đây cùng nghe khúc nhạc hay khúc nhạc đêm nay dùng nhịp đếm bằng